Đầu tiên là màu xanh lá cây đậm. Mình sẽ cho ra hai ô, mỗi ô hai cọ. Cho hai cọ nước vào và đánh đều nó lên. Tiếp theo đó là màu xanh lá chuối. Mình cho ra ô này hai cọ. Kế đến là màu cam. Mình cho vào 3 ô, mỗi ô một ít. Chỉ như thế này thôi nha, để tạo ra màu xanh rêu. Ô này thì ít hơn. Chỉ vậy thôi nha, không cần nhiều quá. Do cái màu hơi cam nên mình quyết định là mình sẽ pha thêm một cọ màu xanh lá chuối vào nữa. Kế đến là màu nâu. Mình lấy một cọ ra đây. Thêm ít nước vào. Cuối cùng là màu đen. Mình sẽ cho hai cọ màu đen vào ô đầu tiên. Đây là 4 màu mình tô nền ha, gồm có hai xanh lá cây đậm pha với một ít màu cam và hai cọ màu đen. Đây là hai màu xanh lá cây đậm pha với một ít màu cam, này là 3 màu xanh lá chuối pha với một ít màu cam và này đó chính là màu nâu. Mình sẽ dán băng keo viền cạnh nhưng lần này sẽ khác chút, thay vì dán sát cạnh giấy thì mình sẽ thụt vào bên trong một khoảng bằng với cái khoảng băng keo mà mình hay dán á. Bây giờ mình sẽ dùng cây cọ đầu vuông để tô nền được nhanh hơn. Đó chính là màu xanh rêu đậm nhất. Mọi người có thể tô nền như thế này. Cái nền này thì không cần đều quá nên chúng ta không vẽ theo chiều ngang như mọi khi. Đặc biệt là cái vùng cạnh băng keo thì mọi người lưu ý là lấp đầy, không thôi sẽ bỏ sót nó. Do màu còn dư nên mình quyết định là mình chồng thêm một lớp màu nữa. Màu sệt quá có thể đánh thêm tí nước vào. Sau khi xong phần nền thì mình sẽ dùng cọ tỉa để vẽ phần cành của những cây hoa hồng. Mình sẽ dùng màu nâu ha. Mọi người có thể dùng bút chì để phát trước rồi vẽ viền theo cũng được. Cuối đoạn vẽ thì mình sẽ có để một ảnh, mọi người có thể dừng video lại và tiến hành vẽ theo. Đoạn này mọi người có thể dừng video để vẽ theo nè. Bây giờ mình sẽ chấm vào màu nâu ha. Đồng thời phần đầu cọ thì mình sẽ chấm vào màu xanh lá chuối để mình vẽ những ngọn non của nó. Phần này khi xong thì mình cũng sẽ để ảnh, mọi người cũng sẽ dừng video để vẽ theo là được. Bây giờ mọi người quan sát thao tác là chính.
Đoạn này mọi người có thể dừng video để vẽ theo nè. Sau đó mình sẽ dùng cây cọ đầu nhọn để mình vẽ lá. Đầu tiên thì mình sẽ chấm vào màu xanh lá chuối. Mình vẽ những lá ngọn, mình sẽ đặt cọ như thế này. Mình ấn và kéo vào bên trong. Cứ thế mình thực hiện, mọi người có thể xoay tờ giấy để thuận tay. Có thể vẽ thử lá ngoài nháp nếu chưa quen. Sang xuống đây thì mình bắt đầu chuyển sang màu xanh lá cây đậm, không cần rửa cọ nha mọi người. Tương tự như vậy mình chấm vào màu xanh lá chuối ở những phần lá ngọn. Cứ vẽ chồng lên nhau bình thường nếu nó đụng phải những cái lá bên cạnh nha. Những phần cành mà lá nó lấn sâu vào trong như thế này thì mọi người có thể viền lại cành ha. Dùng màu nâu nè, rồi chấm phần đầu vào ít màu xanh nè. Viền những đoạn cần thiết thôi nha mọi người. Ví dụ như ngay chỗ đoạn này á, thì cái lá nó nằm trên cái cành này thì mình cứ để tự nhiên nó như vậy, chứ mình không cần thiết phải viền lại cái phần màu nâu này đâu nha. Mọi người cho hai cọ màu trắng ra đây ha, và thêm một ít nước thôi để màu nó sệt sệt như thế này nha. Sau đó mình sẽ cho một ít màu hồng vào. Như thế này là được rồi. Và một ít màu cam vào. Sau đó ô kế bên thì mọi người sẽ cho một cọ màu cam. Thêm một cọ màu đỏ. Và cũng chỉ chấm một ít nước như thế này thôi. Rồi đây là hai màu đầu tiên, mình sẽ dùng cái màu trắng hồng cam này để mình tạo lớp nền cho những bông hồng trước. Bây giờ mình sẽ tháo băng keo ra ha.
dán hai cạnh để cố định giấy. Dùng cọ nhọn để lấy màu và bắt đầu tạo lớp nền hoa. Mình có thể vẽ viền trước, ví dụ như là cái viền 5 cánh như thế này. Rồi mọi người tô bên trong, đừng tô quá mạnh thì cái lớp màu nền bên dưới nó sẽ đi lên trên á. Mình cứ tô và không cần đều, và mình để như vậy thôi. Tiếp tục lấy màu và vẽ các khối kế bên. Và dĩ nhiên mình sẽ vẽ tràn viền ra phía bên ngoài luôn. Mục đích của việc vẽ lớp nền như thế này thì mọi người sẽ vẽ các lớp cánh bên trên nó được đẹp và nổi bật hơn. Nếu không có thì hoa rất dễ bị nhiễm cái màu xanh nền phía bên dưới và không đẹp nha. Mình cũng sẽ để ảnh ở cuối phân đoạn này để mọi người xem và vẽ theo. Đoạn này mọi người có thể dừng video để vẽ theo nè. Trong lúc chờ khô thì mình sẽ pha thêm màu. Mình sẽ lấy 3 cọ màu trắng. Lấy một ít màu đỏ cam qua bên đây nữa. Và mọi người không cần pha thêm nước nha. Bây giờ mình sẽ lấy màu này chồng lên thêm một lớp nữa. Nếu đoạn này màu nó quá sệt thì mọi người có thể pha thêm ít nước thôi, còn không thì thôi nha mọi người. Rồi mình sẽ chồng lại y chang ban nãy. Không nhất thiết nó phải đúng cạnh đúng viền đâu, mọi người cứ tô bên trong là được rồi. Bây giờ mình sẽ pha thêm chút màu này nữa, tầm 2 đến 3 cọ trắng và thêm ít màu đỏ cam kế bên. Thêm xíu nước vào và đánh đều lên. Bây giờ mình làm lại nha mọi người, nãy giờ mình quên bấm máy cái hoa đầu tiên á. Đầu tiên thì mọi người sẽ dùng cọ tỉa chấm vô cái màu hồng nè, rồi mình chấm cái phần đầu của nó vô màu đỏ cam nè ha. Sau đó mình sẽ tiến hành vẽ hai cái móc câu châu vào nhau ở giữa. Rồi mình bọc cái lớp cánh ở phía ngoài. Nó hết màu thì mọi người chấm vào cái màu đỏ nè. Đó, cứ thế mình bọc hết cái hoa. Chấm màu hồng nè ha, chấm cái đầu vô màu đỏ, hai cái móc ở giữa nè, rồi bọc cánh xung quanh. Tương tự mình sẽ thực hiện đến hết.
Mọi người có thể thêm vài cái nụ hoa chưa nở nữa. Rồi vậy là xong.